cô ấy hoàn toàn bình thường, phát triển mọi lứa tuổi khác cái gì nha, quý vị đừng hiểu nha. Con số gì lên? Con số gì lên? Bé ba, hiểu gì? Con số gì lên là con số gì lên? Đúng vậy. Không phải Harry World, không đúng gì là cô chủ ta nha. Nhà bé ba có thể vào tinh thời đó, không phải Harry World nè. Wow! Dừng tượng cây bớt. Cái gì chúng ta có thể đỡ? Câu, câu, đúng vậy. Dưỡng em thắc khớp em đạo của thầy bọn tinh thời. Đến từ Cop có quý vị nha. Ngay bây giờ em xin mời một khán giả bất kỳ bước lên bỏ banh vô lòng cầu dùm cho em được không? Có ai xung phong không để cho cái game hôm nay khách quan nhất cho tất cả quý vị? Dạ, ai giơ tay em xin tặng một vé mở hàng, dòng loại mở hàng không tốn 1.000 vẫn có vé. Dạ, có ai giơ tay không ạ? À? Alo. Dạ. Chết rồi, anh Khai hả? Chị ơi, khán giả mình giàu quá, không có ai cần vé của mình luôn chị. Dạ, dạ, lên lên nói chuyện dạ. Trời ơi, chị tưởng đâu chị trai đẹp không hết hả? Buồn ra là buồn. Hồi nãy kêu á, chị dân liền.
ghét, dễ sợ gì đó. Để bữa sau em mời nghe. Rồi, cái đó có gì, cái bây giờ chị gái sẽ đại diện cho 300, 500 khán giả ở dưới và 500 khán giả là sẽ bỏ 60 trái banh vô làm cầu. Dạ, bỏ đi chị. Dạ, 1 đếm đi Dân. 2 3 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 đó, nghỉ chút xíu. 21 22 tới chạm dừng chân rồi, chị có muốn ghé ăn gì không? 23 24 25 chị ăn 26 27 đặc sản quê em luôn. 28 29 bánh canh Long Hương. 30 31 đó là đúng rồi. 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ăn quả. 41 42 hỏi thôi phải quên đó. 43 44 bánh bía Sóc Trăng. 45 46 47 48 47 48 49 hay là muốn ăn 50 muốn ở Huế. 51 52 53 đường tinh của mẹ người 56 57 58 59 đó chị số cuối cùng sao mấy không sáu là đúng sáu chục cho chị nha. Em tặng chị một vé một lần mở hàng nghe. Xương Xương ơi hết vé đặt cái đạt tặng chị gái mình vé cho lần mở hàng không tốt 1000 dựng cũng có vé đi đạt. Rồi cái đó có gì, cái bây giờ 60 con số trên 10 lá đế của quý vị tương ứng với 60 trái banh trong lần cầu này. Luật chơi rất đơn giản quý vị, quý vị dò theo những con số mà các nghệ sĩ lô tô sẽ hô thiệt to thiệt rõ cho quý vị dò đó, và dùng cái tâm sẽ răng cái muỗng cái giết và bất kể cái bóp gì trong bóp của quý vị và móc ra chọn cho con số tương ứng. 4 con trên một hàng ngang là mình được giải, mà 4 con trên một hàng dòng là mình không có đọt gì hết quý vị nha. Và sao ạ? À? Mua vé ạ. Dạ anh ấy mới ăn xong cái giật mình sợ hết vé đó. Ê Yên ơi Yên, mình bắn cho người cõi dương, không có bắn cho người cõi âm, đừng có dơ lên cao quá. À mưa hả? Đang mong chờ hay gì mẹ? À vậy hả? Đang hướng. Giải thích quá à, bấm vé đi má. Rồi cái thứ gì? Bây giờ ai có vé cho ta hướng mắt sao có bắt đầu. Dạ cho em hỏi, bữa hôm nay có ai lần đầu tiên đến với đò không ạ? À? Dạ. Dạ lần đầu tiên, em hỏi thiệt đừng có chặt, đừng có nói thách ạ. À. Dạ, có nhiều người còn tủ hơn cái đò nữa. Dạ. Dạ ở trên, dạ ok, tiện kiều. Có ai chưa chơi lên lô tô lần nào không ạ? À? Dạ. Vậy mình đừng chơi vòng này nữa, mình chơi vòng sau nha. Tại mình bắt vô mình coi vòng thì người tính. Dạ, yeah. Em sẽ nói lại luật chơi một lần nữa nha. Quý vị thân mến, khi các nghệ sĩ lô tô kêu con số nào, quý vị vui lòng dùng tâm sẽ răng chọn vô con số tương ứng. 4 con trên một hàng ngang là quý vị bắn đồng giải. Khi mình đồng giải chạy lên sân khấu nhận thưởng liền giùm em nha. Đừng để kêu con nữa, kinh trùng chia đôi giải thưởng nha. Rồi, ngay bây giờ, dòng lại đầu tiên của bé cho ta hứa mắt sẽ bắt đầu giờ sớm lên nhạc chưa.